Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây rất nhiều linh kiện trên về Smart Active 3 được tháo rời ra chờ sửa cho khách hàng, chờ thay mới cho khách hàng tại di động cao cấp.vn. Đây là phần camera máy ảnh của về Smart Active 3, cam sau của về Smart Active 3. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh trên về Smart Active 3, lỗi hỏng chụp hình mờ, chụp hình không lấy nét được, chụp chập chờn được lúc không, cần một địa chỉ thay mới camera máy ảnh trở về Smart Active 3. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả các link phụ kiện trên về Smart Active 3 nói chung và camera máy ảnh của về Smart Active 3 nói riêng thay mới vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa khi camera máy ảnh bị chụp hình mờ, chụp hình không lấy nét được, chụp chập chờn lúc không. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu camera máy ảnh trên về Smart Active 3 đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có sẵn tất cả các link phụ kiện trên về Smart Active 3 nói chung, phụ trình thay thế, sửa chữa vì các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ thay mới, sửa các lỗi, sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên về Smart Active 3, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị bạn xem video để di động cao cấp.vn.